Hello quý anh chị, mến chào quý anh chị đến với kênh Đức Ô Tô Cũ Sài Gòn nha. Số điện thoại em là 0889 922 878. Thì là nói đầu tiên chúc quý anh chị ngày mới tốt lành, em vui, hạnh phúc và thật nhiều may mắn nha. Đây, chiều mưa, hôm nay bên em lại về một con phải nói là xe 7 chỗ được rất là nhiều quý khách hàng săn đón, tìm kiếm luôn. Honda CRV bản G nha quý anh chị, bản G là bản giữa nhập Thái nguyên con. Đời 2019 đi được cực kỳ lướt luôn, 2019 đến nay mà chỉ mới đi có 11.000 km thôi quý anh chị. Đấy, xe chủ giữ rất là kỹ nha, ít dùng. Full LED nè, quý anh chị xem đèn LED nè. Thì chắc chắn là nước sơn liền lạc đồng màu trước ra sau luôn. Có sẵn luôn cho mình cái biển số thành phố, tiết kiệm được 20 triệu tiền xăng tinh đổi chủ nếu như quý anh chị hộ khẩu ở Sài Gòn nha. Thì hầu hết trên tất cả các xe sang của Honda thì em thấy là thường là sử dụng vỏ Michelin nha quý anh chị. Đấy, mâm rất là to bản luôn, mâm 18 inch. Vỏ zin theo xe. Vỏ zin theo xe là tầng thứ 46 của năm 2018 nè. Đấy, quý anh chị rất là nhiều quý anh chị thắc mắc, ủa sao cái lớp này mà năm 18 mà xe là đắt 2019, thì xác nhận là lớp này có thể sản xuất trước nha quý anh chị, không có vấn đề gì. Đấy, bốn phanh đĩa trước sau luôn, xe thì nguyên zin, nước sơn liền lạc đồng màu từ trước ra sau luôn. Đăng ký đăng kiểm thì vô tư còn đến tháng 4 năm 2023. Vừa về chiều mưa, xe chưa qua dọn rửa spa gì mà còn sáng long lanh như thế này quý anh chị. Đấy, nước sơn màu trắng liền lạc đồng màu từ trước ra sau nha, rất là sáng, rất là bóng bẩy luôn. Bốn phanh đĩa trước sau rất là an toàn. Động cơ trên con Honda CRV này là trên ba tất cả ba phiên bản là động cơ 1.5 turbo cho ra công suất 188 mã, đi rất là tiết kiệm bền bỉ, chi phí bảo trì bảo dưỡng rẻ, vận hành cực kỳ êm ái. Động cơ Avitech turbo đây. Đấy, xe này thì xe 7 chỗ phục vụ cho gia đình rất là ok nha, rộng rãi thoáng mát luôn. Đấy, cửa gió điều hòa hàng ghế thứ ba thì vô tư, khỏi phải bàn này. Đấy, các chi tiết này còn rất là mới nha, anh chủ này trang bị cho mình rất là nhiều luôn. Đấy, dù trẻ em hay đồ linh tinh thì chủ đi giữ rất là kỹ nha, ít dùng. Đấy, gầm bệ chắc chắn này, xe ô đô chuẩn nha, ô đô chuẩn bên em cam cấp là vậy, tờ văn bản ô đô chuẩn hy sinh nha, không tua nếu tua tặng xe. Đấy, hai ống xả trước sau luôn, hai ống xả hai bên luôn nha, nhìn rất là thể thao, gầm bệ rất là chắc chắn. Động cơ 1.5 turbo thì sẵn công suất là 188 mã, đi rất là tiết kiệm nha. Lâm quanh ngoài đô thị đường trường là 5.7 lít, được kết hợp là 6.9 lít, và đường trong đô thị đi trong Sài Gòn là 8.9 lít, thì rất là thoải mái vô tư. Đấy, trên bản G với bản L nè, trên bản G với bản L có trang bị thêm cho mình cái ốp gỗ. Cái ốp gỗ này rất là sang, rất là sáng nha. Đấy, có ốp tay nẹp bệ tì tay nè, tắp điện lô nè, rất là sáng. Lo hệ thống cho trang bị cho mình 6 lo nghe nhạc rất là ok luôn, rất là sáng. Nói chung con này về thì chỉ cần dọn rửa nước lại là có thể bàn giao đến tay quý anh chị, tại vì xe rất là ít dùng nha quý chị, rất là sáng. Đây, ghế thứ hai thì rất là ít dùng, hầu như là không có dùng đến luôn, rất là mới, rất là căng bóng mới nha, lót sàn chặn nguyên zin vô tư. Chủ yếu bàn con này về giá thôi, để có cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai. Đối với điều hòa dòng xe Nhật Bản thì là lạnh rất là sâu nha, lạnh quéo luôn. Đấy, trang bị cho mình là hai ghế điện nè, nhưng mà chưa có vị trí nhớ ghế nha. Thì trên bản L thì được trang bị cho mình vị trí nhớ ghế, nhưng mà bản này bản giữa thôi. Đấy, hệ thống 6 loa nghe nhạc rất là ok luôn, cân bằng điện tử nè, tay lái vô lăng còn rất là mới luôn, rất là sáng. Đấy, có lẫy số sau lăng, nghe nhạc đồng thoại cánh tay, ga tự động, đèn pha tự động, gạt mưa tự động. Ô đô chuẩn 11.011 km nha. Đấy, bên em cam kết bằng giấy tờ nhân bản ô đồ chuẩn nguyên zin, nếu xài tặng xe, khẳng định đến tay quý anh chị luôn. Đấy, bằng giấy tờ nhân bản nha, chứ không phải nó miệng nha quý anh chị. Đấy, màn hình zin theo xe, vô tư dùng, nghe nhạc, đồng thoại gắn tay, xem phim, lướt web đồ, ra thì đã dẫn đường đồ, ok, rất là ok, vô tư. Thì thường trên Honda CRV, bản Honda CRV thì thường dùng là màn hình zin là đủ dùng rồi quý anh chị. Đấy, màn hình zin là đủ dùng nè, đầy đủ các thông tin luôn. Đấy, thì quý anh chị về trang bị thêm thì cũng là ok. Đèn nổ startup, điều hòa tự động hai dùng độc lập, số tự động, phanh tay điện tử, auto horn, có chế độ eco tiết kiệm. Đấy, có cổng sạc phần dây à, rất là nhiều cổng sạc nha quý anh chị. Đấy, các phần gỗ nè, không có dấu hiệu chạy xước gì nhiều nha. Đấy, không có dấu hiệu luôn, hầu như không có luôn, rất là sang. Honda CRV nhìn xe rất là sáng. Thì có một cực điểm là cái bản này chưa có cửa sổ trời, nhưng mà không sao, xe 7 chỗ gầm cao máy thoáng, trang bị thêm cái đó thì cũng là thêm tiền nên cũng không có dùng nhiều. Đấy, khoan nè, khoan hàng ghế thứ hai rất là sáng, xe sạch sẽ nha. Rồi, em đi vào phần máy móc cho anh chị xem. Đấy,
Rồi mình cùng vào hàng nắp capo cho động cơ với nắp capo cho quý anh chị xem. Máy em đang đề nổ luôn nha, động cơ cực kỳ êm ru luôn, động cơ 1.5 turbo rất là tiết kiệm, bền bỉ. Và đặc biệt thì Honda thì có bá bàn vận hành êm ái, chi phí bảo trì bảo dưỡng rẻ. Đây, ốc áp kèo chỉ thôi nói là nguyên zin nha. Đấy, tất cả các xe bên em bán ra đều cam kết chất lượng tuyệt đối cho tay quý anh chị, xe không đâm đụng tai nạn thể kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng, bao test hãng toàn quốc. Nếu như quý anh chị ở xa xem được video này alo cho em đất cái số điện thoại có gì trên trang đó, xong cọc xe giao xe tại nhà, kiểm tra hãng đầy đủ đúng như em cam kết thì nhận xe full tiền nha. Nếu gì sai bên em mua hàng cọc quay đầu. Đấy, quý anh chị xem máy dây cugo quay nè, còn em ru nha, xe chỉ mới đi có 11.000 km, chủ hầu như là ít dùng chị quý anh chị. Đấy, chủ thì cần vốn đầu tư để đổi xe lên đời thôi, thì để là bên em có xe phục vụ cho quý anh chị, xe đi lướt đi liền có sẵn nhau ngay. Đấy, tiết kiệm hơn cả 100 triệu hơn nếu quý anh chị. Rồi, nếu như quý anh chị có quan tâm á, vui lòng liên hệ cho em Đức nha. Số điện thoại em có ghi trên trang là 0889922878. Đấy, chiều mưa hôm nay bên em về một con xe 7 chỗ được rất là nhiều quý anh chị tin dùng luôn. Honda CRV bản G đời 2019 nhập Thái Lan đi cực kỳ lướt luôn. Chỉ mới có 11.000 km thôi quý anh chị. 3 năm mà chỉ mới đi có 11.000 km thì hầu như là xe chùm mền quý anh chị. Đấy, xe chùm mền nha, xe rất là ken cọp thì vừa về là em lên sóng liền. Đấy, có phần hơi bụi hay dơ hay sình xíu thì bên em sẽ spa dọn rửa lại trước khi bàn giao ở tay quý anh chị nha. Đấy, hầu như là xe này thì chỉ rửa nước lại là giao ở tay quý anh chị rồi, không cần làm gì thêm, trang bị đầy đủ luôn, cam lùi cảm biến lùi đầy đủ, sẵn biển số thành phố, tiết kiệm 20 triệu tiền sang tên đổi chủ. Đấy, sơn xe thì liền lạc đồng màu từ trước ra sau, xe rất là bóng bẩy nha. Nếu như mà xem được video này á, đang cần tìm con xe Honda CRV xe đi lướt thì nên cân nhắc nha quý anh chị. Đấy, hầu như xe chủ biển Sài Gòn này, anh chủ này cần vốn lên đời thôi chứ xe không có lỗi làm gì ha gì nha. Đấy, thì tất cả các xe bên em bán ra đều cam kết chất lượng tuyệt đối tay quý anh chị, xe không đâm đụng tai nạn thể kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng, bao test hãng toàn quốc. Nếu như sai tặng xe. Đấy, chuẩn khẳng định tay quý anh chị luôn, cam kết bằng những tờ nhân bản nha quý anh chị. Đấy, rồi nếu như thấy hay cho em xin một like, subscribe cũng như comment ý kiến chia sẻ quan điểm của quý anh chị để chọn ra cho mình một xe phù hợp nhất. Thì tại vì bên em còn rất là nhiều dòng xe từ 5 chỗ, 7 chỗ, bán tải, gầm cao, gầm thấp, máy xăng, máy dầu đầy đủ mẫu mã, các thể loại cho quý anh chị lựa chọn luôn. Thì bên em còn rất là nhiều xe, trên 40 đầu xe, cứ alo cho em Đức, cần xe cũ đi lướt có sẵn nhau ngay thì alo cho em nha. Số điện thoại có gì trên trang đó, 0889922878. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi nha. Bye bye.